vẫn đang cắn cá kè. Nằm dưới cái dũng rồi. Rất to nha. Ê, ê, ếch bự quá. Đây, 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 ếch gắn chui vô. Ếch què giò. Ếch què giò. Coi coi bên đó nhiều quá. Gắn nó bên này. Đó, đó, đó. Bộ bánh cái gì đó. Nhít nước đó. Nước hả? Bự không? Hết đâu rồi. Hết rồi. Đâu, 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 đâu. Đây nhìn nha các bạn. Hết này nha. Cầm hết đây, cầm hết đây. Gắn đâu? Wow, gắn nước rất là to nha các bạn. Đây nha. Ồ. Oh, quá to gắn nước nha. Đây, gắn hết nữa nha. Ồ. Làm thấy ghê. Ghê hả? Nước này hầm xả được nè. Ừ, cho dính như đó đi. Cầm, cầm, cầm ở đâu? Sao? Rồi, cầm. Rất to gắn nước nha. Quá trời đã gắn nước nha các bạn nè. Ừ. Đây. Quá trời to ngắn nước nha. Quá trời đã, hành xả rồi các bạn ơi. Sớm dài nè. Gắn hết luôn nha các bạn. Hả? Quá trời ngắn nước luôn. Nước này dư sức ăn. Nửa ký nha chứ dẫn ha. Quá trời đã ngắn nước. Vứt cái ngay luôn hả? Hả? Sáng làm nghe cắn ếch rồi xuống làm liền thế không? Ếch ế không? Hai con luôn. Cắn nước cỡ này là chúa nè. Thấy không? Nước cỡ này đâu phải dễ kiếm đâu. Tạm con gắn nước đi. Ế bung luôn rồi. Quá gì gắn nước. Bỏ bỏ vô đi. Hả? Quá trời. Phát một. Ủa, thấy không? Đi đi. Ui. 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 Nước này hầm xả chứ dễ gì tha nó. Ông nghe con gắn đi. Ông kêu ốc nó nói ủa anh hốt ơn đi. Đây con ếch này nha. Ê. Ê nè. Què cắn què giò luôn dữ mà. Nghe quạt quạt luôn hả? Ừ. Ủa cái xe ai trước nha? Xe của anh, xe cuốc. Dạ, nó quái không hết rồi, chụp có dấu hết rồi à. Đi nổi cắn què giò luôn, đi nổi. Thôi nhường cho chị Mai đi, sau hút có què cho chị Mai. Đi hết nổi.